Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Sản. Em là Điền đây. Hiện tại thì em Điền đang có mặt ở tại biển Hồ Tràm ha. Dường như nhắc tới biển Hồ Tràm thì đa số cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản Xuyên Mộc á đều biết ha, biết đến cái biển Hồ Tràm này. Thì nói chung là biển Hồ Tràm này thì cũng là đang nổi trội nổi bật về cái du lịch ở dưới này anh chị ha. Cũng được nhiều người mới biết đến gần đây thôi ha. Cũng có rất là nhiều ca sĩ nghệ sĩ về dưới này du lịch rất là nhiều ha, và đặc biệt là cái đợt mùa hè này ha. Mùa hè này tất cả những gia đình dẫn con em chúng ta nghỉ hè và đi tắm biển dưới này cũng rất là nhiều ha. Nói chung là rất là đông anh chị ạ. Đó. Và hôm nay đặc biệt hôm nay em Điền sẽ quay review một bất động sản, nhưng mà cũng không như thường ngày em Điền quay. Thì bất động sản này là em quay là người đưa tin thôi ha. Và em Điền sẽ quay đưa số điện thoại chủ lên đây để mà cô chú chị nào mà có thể mà yêu thích cái bất động sản em Điền chuẩn bị review tay á, thì cô chú chị mình liên hệ trực tiếp với chủ luôn ha. Đó. Thì hiện tại em Điền đang đứng vị trí này thì xuống biển khoảng đâu đó là khoảng chưa tới 1 cây số anh chị ha, xuống biển Hồ Tràm luôn ha. Đó. Và hướng trước mặt mình đây ha, hướng trước mặt mình đây là đi ra khoảng vài trăm mét thôi, 200-300 mét thôi là mình gặp ngay đường tỉnh lộ 328, và cũng như là đường trục chính đi xuống biển ha, đường huyết mạch đi xuống biển và cũng như là thông thương ra quốc lộ 55. Thì hướng ngược lại mình sẽ đi ra quốc lộ 55 ha. Đó. Từ đây mà đi ra quốc lộ 55 cũng như là ra trung tâm thị trấn Phước Bủ cũng như trung tâm huyện á thì khoảng đâu đó là 7 đến 8 km thôi anh chị. À, 7 đến 8 km thôi. Đó. Và cái hướng ngược lại ha, hướng ngược lại thì hiện tại là đang đường nhựa, mình chạy thẳng một mạch luôn ha. Tương lai là nói chung là đã có quy hoạch rồi, con đường đầu kia là sẽ mở để mà nối nối dài cái đường này xuống biển luôn anh chị ha, giao với đường ven biển luôn. Đó, mình ra đó thì gặp ngay đường ven biển khoảng đâu đó là 400 m thôi, đi 400 m là mình sẽ gặp đường ven biển. Thì ở ngoài đó tất cả là nằm mặt biển rồi, có những cái resort rất là lớn anh chị ha, nhà hàng hải sản resort đồ nằm ngoài đó rồi. Và vị trí ngay đây thì cũng xung quanh bất động sản mình đa số ha, đa số là toàn nghỉ dưỡng và kinh doanh homestay, khách sạn vân vân. Chỗ này thì cung đường này là kinh doanh rất là tốt anh chị. Đây như anh bạn hàng xóm của mình đây ha, đó khu nghỉ dưỡng này, này cô chú chị có thể thấy này cái bảng này, đó khu nghỉ dưỡng Happy Garden. Thì trong đó có những cái phòng villa cho thuê và khách sạn ha. Nói chung là trong đó có những cái tiện ích tiện nghi trong đó luôn ha. Đây có những cái căn hộ đang cho thuê trong này, cho chủ yếu là cho khách du lịch ha. Đó. Và trong đó có tích hợp luôn hồ bơi, tiện ích tiện nghi uống cà phê này kia trong đó ha. Còn như anh bạn hàng xóm kế bên đây thì theo phong cách là một cái homestay luôn, nhưng mà theo phong cách cổ điển ha. Xây kiểu nhà giống cổ xưa anh chị ha, đá rồi mái chòi đồ đó đó vân. Và vị trí ngay đây thì đằng sau đất mình ha, đằng sau đất mình ngay có cái trường tiểu học ha, tiểu học quốc tế đó, rất là rộng anh chị ha. Đó. Và đây cái vấn đề chính, quay lại vấn đề chính ha, bất sản mà em đi muốn giới thiệu tới đây là anh chị nằm trên mặt tiền đường nhựa luôn ha. Mặt tiền đường nhựa này ô tô né nhau thoải mái ha, đường container luôn anh chị. Đó. Ranh của mình thì nằm phía bên đây đây. Nói chung là bất động sản mình thì rào hết rồi anh chị ha. Đất của mình rất là vuông anh chị. Ranh từ đây đó đã rào hết rồi. Đó. Và qua bên này là 15,3 m. Hậu của mình là 15,3 m luôn anh chị nhé. Thì chiều sâu của mình 33 34 m đó. Đó. Và có tổng diện tích là hơn 500 mét vuông. Đó cái việc cái diện tích của mình cũng tương đối là rộng anh chị, được gọi là hơn gần nửa sào đó, hơn hơn nửa sào ha. Đó. Bất động sản mình thì đang có sẵn 150 thổ cư đó, mình có thể tha hồ xây dựng ha. Dưới này thì hiện tại là đang là đất ở nông thôn thôi, mình cũng xây dựng cũng không cần phải xin giấy phép gì hết ha. Đó mà tương lai bất động sản mình, tương lai cái khu vực ở dưới này sẽ lên thị trấn anh chị nha. Hiện tại là đang quy hoạch là đất ở đô thị rồi, nhưng mà của mình vẫn là đang thuộc đất xã thôi anh chị. À em đi cũng quên nói nữa, ở biển Hồ Tràm này là thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị nha. Đó. Và bất động sản mình là đang có hướng là hướng Tây Nam.
Đó, hướng mà vừa đón gió mà vừa đón nắng luôn. Thì hướng Tây thì hơi chói nắng buổi chiều chút xíu ha. Nhưng mà không sao, mình có thể trồng trọt những cái cây xanh ở trước nhà để mà che được cái nắng của buổi chiều ha. Đó. Và giá em đi cũng xin được báo giá luôn ha. Giá gia chủ mình cần bán là khoảng là tổng bất động sản nha, là bán đang cần bán là 9 tỷ, tính ra 1 m² là hơn 17 triệu 1 m² chút xíu thôi ha. Nói chung là giá này cũng là so ra rẻ hơn là cái giá thị trường hiện tại nằm ở đây. Thì nếu mà những cái bất động sản gần gần đây thì nếu mà giá dao động thì khoảng trên 20 triệu 1 m² anh chị. Đó. Và gia chủ mình đang thực sự đang kẹt tiền nên là kêu cái giá nhỉnh xuống chút xíu để mà cần bán anh chị ha. Đó. Hơn 17 triệu 1 m² thì tính tổng luôn là bất động sản mình 9 tỷ. Gia chủ mình báo là giá này là giá chốt, nhưng mà em đề nghị thì chủ thì kêu giá đó thôi, nhưng mà không thương lượng được nhiều cũng thương lượng được ít anh chị ạ. Đó, thì em trao đổi với chủ kêu giá chốt đó. Thì em đi cũng chia sẻ với cô chú chị mình vậy ha. Em đi sẽ để số điện thoại chủ nằm ở trên clip luôn, cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì có thể là gọi điện trực tiếp với chủ, và có thể là đi với chủ để xem cái bất động sản này và mình đàm phán thêm anh chị ha. Đó. Từ Sài Gòn mà cô chú chị mà di chuyển về đây thì cũng tương đối là gần đó chị, khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi à. Đó, nói chung là giao thông dưới này thì cũng là mở đường xá rất là nhiều nên là mình đi rất là thuận tiện đó chị. Đó, xung quanh có những cái nhà bự và homestay nghỉ dưỡng kinh doanh dưới này rất là nhiều anh chị. Như cái bất động sản kế bên này cũng đang làm xây bức tường rồi, làm chắc chắc cũng là làm nhà hàng nghỉ dưỡng hoặc là khách sạn gì đó thôi ha. Đó, xây tường rào rất là bự. Rồi, cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ nha, liên hệ trực tiếp chủ luôn ha. Đó. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền nha. Em Điền cũng xin được hẹn gặp lại những clip sau của em. Xin chào và hẹn gặp lại.